Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thượng Thư Đại Nhân. Biến, của tác giả Tô Áng. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Thượng Thư Đại Nhân, Biến, Tô Áng. chương 6, Con Khỉ Vất Trăng. Thượng Thư Đại Nhân, Biến. Mưa xuân quý như dầu, vài trận mưa lớn đổ xuống, đất trời như một bức tranh được gột rửa hong khô, vạn vật thức tỉnh cỏ xanh mơn mởn vươn mình đón ánh mặt trời rực rỡ. Phương Uyển Chi nhìn quanh khắp ngọn núi Bắc Yến đầy những hoa sơn chi, ngay cả trên y phục cũng vương mùi hương ngọt ngào say lòng người đó. Đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy, Lan Khanh chọn mảnh đất này để vẽ tranh quả thật là điểm phong nhã duy nhất trên người hắn. Vài ngày gần đây, Lan Khanh có vẻ rất nhàn rỗi, hoặc có thể nói là hắn không muốn bị quấy dày bởi vì nàng dần dần nhìn thấy một số nhu yếu phẩm của hắn xuất hiện trong túp lều này, hay trong tiểu viện, cây gậy trúc trước sân cũng có phơi áo quần của hắn. Cẩm bào màu xanh trúc, và dưới có thêu hoa văn bằng tơ vàng tinh xảo, nguyên liệu cũng là vài thượng thừa, rõ ràng tên keo kiệt này rất biết cách hưởng thụ. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Lan Khanh là người có thể ở trong căn nhà cũ kỹ đó, chỉ là trong khoảng thời gian này, có vẻ hắn không muốn về nhà, canh giờ bỏ ra vẽ tranh cũng nhiều hơn trước. Lan Khanh không phải người thích trò chuyện, lúc không kiếm bạc thì đều im lặng. Phương Uyển Chi lại là một nữ nhân nói nhiều, nàng cắn một miếng điểm tâm nhỏ, rồi sẽ uốn lưỡi tán gỗ với hắn rất lâu. Ví như Lê ở đường Đông ăn ngon hơn phố Tây, lúc mặt trời gần tắt thì giá chỉ còn ba văn. Ví như cháu trai của Vương Nhị Nương cách vách mấy ngày nữa là đầy tháng, bà dặn ông Vương lúc ra cửa phải đi cửa sau, miễn cho người ta bắt mời rượu, lại tốn bạc hay ví như ra cửa quẹo trái là tiệm bánh nướng trương gia bánh ở đây ăn ngon nhất vợ mới cưới là khuê nữ của lô lão hán bán vừng đầu phố đúng là môn đăng hộ đối hắn cũng thường xuyên nghe được trước khi nàng vào cửa sẽ có tiếng láng giềng chào hỏi xung quanh mỗi lúc nghe mấy tiếng này lan khanh đều không ra đón nhưng hắn cũng không bắt nàng im cứ tùy tiện cho người kia huyên thuyên như thế thời gian rảnh rỗi hắn cũng sẽ suy nghĩ con rể lý ra trước cửa có phải là hòa ly với diêu xuân hoa đầu thôn không tiêu nhị cầu đốn củi thông đồng với nguyễn tú đào thì phải đối với một công tử luôn tự cho là phong nhã mà nói như vậy rất không được lại một ngày đến vẽ tranh phương đại cô nương có vẻ hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút nên nàng ngồi xếp bàng trên đệ bồ đoàn cười tùm tìm làn già có biết tiểu lâu mới mở trong kinh thành không vừa mới khai trương mà tân khách đông như kiến bà chủ là người thường châu, nói phương môn thôi nhưng rất cởi mở hôm nay ta có đi ngang qua chỗ đó mua một món tên là khỉ vất trăng là đặc sản chỗ họ đó ngài muốn nếm thử không nói xong còn côi côi hộp cơm trên tay lan khanh nhìn vẻ mặt của phương uyển chi thầm nghĩ cô mà còn muốn lừa tiền của ta hắn thong thả ung dung ném viên bồ đào vào miệng không cần phương đại cô nương nghe xong cũng không khuyên nữa gật gật đầu xoay người đưa lưng về phía hắn mở hộp cơm ra. Vậy thì ta hạ đũa đây. Cũng không có ý tứ nhường cho một ít. Vừa vặn đúng lúc bì bì bước vào nhà, nhìn xuống thấy cái gì đó trong hộp cơm của Phương Uyển Chi, hắn trợn to hai mắt, vô cùng ngạc nhiên. Phương Đại cô nương cười đưa tay lên làm vẻ đừng nói gì, bộ dạng như tiểu hồ ly láo cá. Những động tác này đều bị cặp mắt phía sau lỗ thùng kia nhìn thấy. Hắn liếc bì bì một cái, lại nhìn qua, hỏi bao nhiêu bạc. Trên đời này đương nhiên không có gì cho không. Huống chi hôm kia hắn còn dụ dỗ Phương Uyển chi tốn năm lượng bạc một chén nước giếng, rõ ràng là nàng nhớ rõ. Quả nhiên cô nương kia nở nụ cười. Mười lượng bạc, ta còn chưa động tới đâu. Giá tiền tăng lên gấp đôi kìa. Lan Khanh lười biếng dựa lưng ra sau ghế. Cô giờ còn biết tính kế ta nữa đấy. Ta nào dám tính kế ngài. Món ăn này ấy, lúc mua phải xếp hàng nửa canh giờ nếu ngài không ăn thì để ta ăn thôi rất lâu sau lan khanh vẫn không lên tiếng cũng không chịu thừa nhận hiếu kỳ của mình phương uyển chi nghĩ rằng hắn sẽ không mua định xoay qua chỗ khác thì đột nhiên từ khay nhỏ trên bình phong ném ra vài miếng bạc loảng xoảng lăn vài vòng trên đất bảy lượng không bán thì thôi hôm qua hắn kiếm từ nàng năm lượng coi như cho nàng lời của hắn hai lượng đi khiến cho Lan Khanh chuyên tính kế người khác bỏ bạc, đây là lần đầu tiên đó. Phương Đại cô nương từ trước đến nay đều hiểu biết tiến biết lùi, không kỳ kèo nữa, bước qua đưa hộp cơm tới. Nàng nhét qua cái khay nhỏ, thấy Lan Khanh đưa tay nhận được rồi mới buông tay ra. Đa tạ Lan ra, người đứng lại bên cạnh tấm bình phong nghe động tĩnh phía sau. Lan Khanh mới đầu ư ừ một tiếng, xem như đồng ý, cúi đầu mở cái nắp ra, sau đó liền trầm mặc bởi vì trong cái hộp không lớn kia linh láng đầy giấm chua trên mặt thả một giọt sầu vừng hay cho khi vứt trăng phương đại cô nương đứng bên ngoài cười lớn gõ gõ lên tấm bình phong lan ra chỗ từ lâu đó còn có món thanh long nắm tuyết bữa khác ta mang tới cho ngài nếm thử nhé sau ngày đó phương uyển chi vẫn sẽ hỏi thăm về phu quân khi có cơ hội cũng sẽ tự giác móc một ít bạc trước khi moi thông tin mua thêm chút đồ dùng gì đó trong túp lều. Như thế tâm tình Lan Khanh sẽ tốt lên, sẽ nguyện ý tán gẫu với nàng đôi lát. Sau vụ con khỉ vất trăng, bài trí trong túp lều từ từ đầy đủ hơn. Giỏ trái cây mới, bàn trà đặt ấm trà thơm và ghế hoa mai. Trên mỗi vật đều dán tờ giấy nhỏ. Trà một lượng bạc một chén, năm lượng một bình. Ghế hoa mai, ba lượng ngồi một canh giờ. Trêu qua phá lại, Giống như người nào đó có hưng thu ác độc, tràn ngập khắp trong không gian nhỏ hẹp này, thậm chí còn có chút trẻ con. Phương Uyển Chi là một cô nương rất thức thời, thích nói chuyện nhưng cũng không phải ồn ào. Mỗi ngày ở chung vài canh giờ, hai người dần trở nên hòa hợp. Nhưng mà mấy ngày gần đây, họ lại có chút không vui. Bắt đầu từ ba ngày trước, Phương Uyển Chi ăn một miếng điểm tâm ba lượng bạc rồi hỏi Lan Khanh, ngoại trừ cha mẹ phu quân là ai, điền sản nhiều hay ít? thì không còn gì nữa sao? Ngọc Trần Phụng Uyển có một quy định, điều kiện các quan tam phẩm sẽ được cung cấp cho khách lựa chọn. Giống như Phương Uyển Chi, nàng cũng có thể dựa trên sở thích của mình để chọn một môn hộ ưng ý nhất. Nhưng mà nhiều ngày qua, Lan Khanh cũng chỉ nói cho nàng biết mấy điều. Con trai thứ ba phủ tông nhân thừa chưa cưới vợ, nhà có một cửa hàng quan tài, hai khu nhà ở. Con trai lớn đại lý Tự Khanh có tam phòng tiểu thiếp, ở kinh giao có hai nhà. Đồ đốc ngự sử Lâm Thanh cô cũng có thể xem xét một chút, người này tuy thân thể có phần không tốt, tuổi đã 50. Cô gả đi chỉ cần hầu hạ vài năm, chờ lão nhân chết đi thì nhà ở cửa hàng đều là của cô. Chỉ thế, hỏi kỹ hơn thì đều nói không biết. Phương Uyển Chi cảm thấy, hai người có vẻ không tìm được nhận thức chung trong vấn đề này, nên thương lượng, ngài có thể nói rõ hơn về đối phương cho ta được không, không phải chuyện tài lực điền sản ấy ngòi bút của lan khanh đang tô lên mấy chấm đỏ trên trang phục của nàng không liên quan đến điền sản thì còn cái gì nữa nhân phẩm tướng mạo hắn nhíu mày mấy người như cô chẳng phải mục đích cuối cùng đều là bạc sao cô đứng sang bên cạnh đi ta phải vẽ viền hoa trên y phục hắn nói mấy người như cô trong giọng nó không có ý khinh bỉ cả câu cũng không có gì không ổn chỉ mang tính trần thuật theo lan khanh Nữ tử muốn gả cho nam tử có tiền cũng là một đạo lý, thế gian này bạc luôn là thứ đáng tin nhất. Nhưng câu nói này Phương Uyển Chi lại cảm thấy cực kỳ chói tai. Những người như cô sao? Phương Uyển Chi biết rõ, đến đây vẽ tranh mọi người đều nói đến bạc, nhưng đối với nàng, gả cho người ta cũng phải hiểu rõ ham mê tính cách người kia. Nàng là nữ nhi của Phương gia, không lo cơm ăn áo mặc, nhưng Phương chính cũng chỉ xem nàng như một vật phẩm giao dịch nếu như vì cuộc sống thiên kim 20 năm khiến nàng không cam lòng cũng phải nhận mệnh, giả vờ ngây ngốc như không tim không phổi, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn mong đợi có thể gặp một người tốt. Ít nhất là hợp nhau. Nàng cũng không muốn giải thích gì, khóe miệng nhếch lên nhưng không hề vui vẻ. Lan công tử nói rất đúng, những người như ta, đương nhiên là nghĩ đến bạc rồi. Mặt ngoài nhìn qua thì cũng không có vẻ gì không vui, chỉ là từ đó về sau, nàng không hỏi Lan Khanh thêm bất cứ chuyện gì về phu quân nữa. Lúc muốn nói chuyện phiếm, nàng sẽ đi ra ngoài tán gẫu với bì bì đang đào đất ngoài kia một lát. Thậm chí có lúc Lan Khanh chủ động nói chuyện cùng nàng, nàng cũng chỉ không mặn không nhạt ừ một tiếng. Điều này làm cho Lan Khanh có phần không được tự nhiên. Không khí trở nên một ngạt, kéo dài như thế rất nhiều ngày. Hắn nghiêng đầu thò ra ngoài cửa sổ bất mãn nói với bì bì, lát phương Uyển chi đến đây, người cũng không được nói chuyện với nàng. Luyên thuyên, ôn chết đi được. Vì sao? Vì phương cô nương không để ý ra à? Ai bảo lần trước ngài nói cô nương ấy như thế, đúng là không dễ nghe chút nào. Đâu có ai nói chuyện với cô nương người ta như vậy. Hơn nữa phương cô nương này, không biết vì sao hắn lại cảm thấy rất khác những cô nương đến vẽ tranh trước kia. Người luôn tươi cười vui vẻ, cũng rất hiền hòa, không hề có dáng vẻ tiểu thư. Lan Khanh nghe xong gõ lên hai song cửa sổ. Ai bảo nàng phản ứng với ta? Đó là vì ta thấy mấy người ồn ào quá, ảnh hưởng nhã hứng vẽ tranh của mình. Hôm nay trên đường hạ chiều về còn có mấy người mời ta ăn cơm nữa đấy. Hắn cũng chẳng muốn đi. Bì bì nhìn trộm hắn mấy lần. Kỳ thật đại nhân cũng đâu phải quan thanh liêm gì, mời ngài ăn cơm mấy lần còn không phải vì lúc trước bị ngài chơi xỏ thôi. Ừm. Um, Lan Khanh trực tiếp đóng dầm cửa sổ lại. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. chương 7, không mở miệng cũng không lên tiếng. Thượng thư đại nhân, biến. Bì bì nghĩ, ra nhà họ đúng là không tim không phổi. Trong khi mấy vị chủ tử trong cung kia sắp đạp vỡ cả cửa phủ, ra lại có phần thanh nhàn ở đây giận dỗi với tiểu cô nương. Cách cửa sổ lắng nghe động tĩnh bên trong, bì bì thăm dò hỏi, gần đây có phải ngài rảnh rỗi quá không? hai vị trên kia đã đưa xuống ba bái thiếp, nếu không có câu trả lời thích đáng, chỉ sợ chuyện này không qua loa tắc trách được đâu. Qua loa tắc trách sao? Đó là chuyện sớm hay muộn thôi, bây giờ thì không phải lúc. Trộm được nửa ngày nhàn rỗi kiếp phù du a à. Lan Khanh, hoặc chúng ta có thể gọi hắn là Liên Đại Nhân, vỉnh hai chân bắt chéo lên đầu gối, lướt nhìn qua tờ giấy tuyên thành đặt trên bàn, nhíu mày. Đầu óc Phương Uyển Chi sao lại nhỏ thế chứ? Có lẽ là bởi vì cái núi gần sông, bầu trời ở núi Bắc Yển lúc nào cũng xanh hơn kinh thành rất nhiều. Dãy núi chạy dài như đâm thẳng vào mây, khiến người ta cảm giác như mờ ảo. Phương Uyển Chi thường nghĩ, đôi mắt của Lan Khanh trời sinh thâm thúy, lúc nó híp lại, giống như mây gió lãng đãng lúc bình thường, nếu không phải đôi mắt đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào vàng bạc, có khi nó thực sự như thể không nhiễm chút phàm trần, tuyệt trần nhân gian. Đương nhiên nàng cũng biết điều này là không thể, có câu, ở đất tiên sơn thì chính là thần tiên, nhưng câu đó lại hoàn toàn không đúng này, cũng sẽ có một người như Lan Khanh đam mê tiền bạc. Hôm nay, Phương Đại Cô Nương đi sớm, nàng không ngồi xe ngựa, vừa ra khỏi đường núi thì từ từ đi dạo lên, một đường hoa thơm cỏ biếc, tâm tình hiếm khi thanh thản tự tại đến thế. Là nữ tử bên trong khuê các, ngày thường, ngoài theo thùa nữ công, niềm vui lớn nhất của Phương Đại Cô Nương là bát quái với một đám nữ tử nhà giàu nhàm chán nhưng từ sau khi nàng thả rắm, tất cả mọi người không ai tìm nàng tán gẫu nữa, cũng cảm thấy xấu hổ khi đến gần, người người đều lấy khăn che mặt lướt qua. Làm như bình thường các nàng ấy không thả không bằng, đúng là không được tự nhiên. Bây giờ có cơ đi vẽ tranh mà được ra ngoài một chút, nàng đương nhiên rất thích. Tất nhiên là ngoại trừ. Nàng nhìn qua chiếc xe ngựa bên cạnh, thấy lão hán chân không đang chập chập mút bông hoa lan nhỏ, vô cùng bất đắc dĩ là Lan Khanh đưa đến. Vốn là trước lúc giao bạc, hai bên đã nói xong rồi. Bạc Yến Sơn ở xa ngoại ô Kinh Thành, Phương Uyển Chi từ Phương ra đến, cho nên Ngọc Trần Phụng Uyển sẽ sắp xếp xe đưa đón. Ai mà ngờ, người đưa xe của Ngọc Trần Phụng Uyển lại là cái dạng bức quỷ này. Lần đầu tiên Phương Uyển Chi nhìn thấy gã, suýt chút nữa ngã lăn ra đó để ra đinh khiêm tới tiệm quan tài thành đông rồi chiếc xe ngựa nhỏ hẹp gọn gàng như tác phong trước sau như một của Lan Công Tử. Cũ rách, lung lay sắp sập, mỗi lần ngồi trên chiếc xe này, không chỗ nào không vang lên kéo kẹt, Phương Đại Công Nương luôn có lo lắng sắp cùng nó đồng vu quy tận, hưởng thọ tại gia. Cũng chính bởi vì chiếc xe cũ nát này mà Thanh Liễu mới không chịu đi cùng nàng đến đây. Nàng còn nhớ bộ dạng há miệng khóc lóc của nàng ta. Tiểu thư, nô tỳ giờ mới 18, chưa gả cho ai tốt xấu gì cũng phải để nô tỳ gà cho một thanh niên cường tráng vài lần gió xuân rồi mới cùng ngài đồng sinh cộng tử được chứ a à. phương uyển chi nhìn gương mặt non nớt còn chưa nảy nở kia một lúc lâu rồi xoay người lấy mấy quyển xuân cung đồ mình có dấu riêng ra châm lửa đốt sạch đỡ cho nàng ta cả ngày xem thứ này mặc dù ngày thường nàng cũng giết thời gian như thế lúc phương uyển chi đi vào ngọc trần phụng uyển không sớm không muộn vừa lúc bên ngoài tốt lều không thấy bóng dáng tráng kiện đang đào đất của bì bì. Mấy ngày gần đây hắn đều không nói chuyện với nàng, mỗi lần một lý do, nghĩ cũng biết là do quan hệ với gã trong kia. Giấy tuyên thành đã được trải rộng ra, Phương Uyển Chi nghe tiếng cắn bút gõ vào nghiên mực thì lập tức bày ra biểu cảm vẽ tranh. Vô cùng thuần thục, tiếng gõ bút lại vang lên hai lần, chắc là ghét bỏ mặt mũi nàng túi quá, Phương Uyển Chi đành thả lỏng vẻ mặt. Cả quá trình không ai nói gì, không động tính. Đây là hình thức ở chung trong thời gian gần đây của hai người, một người thì lười mở miệng, một người thì lười phản ứng lại, dần dần hình thành phương thức chung đụng kỳ quái này. Thực ra hôm đó Phương Uyển Chi cũng không giận Lan Khanh. Dù sao nàng sống trong phú quý, là một thiên kim an nhàn phú gia, đầu ngón tay còn chưa đụng vào quốc sẻng kim may, cho nên nghĩ mọi thứ khá đơn giản. Nếu nàng có thể chọn, nàng cũng muốn tìm một người có thể sống cùng nhau cả đời, ở trong đống tiền cũng không quan tâm đến ánh mắt coi thường của người ta thái độ của phương đại cô nương trên phương diện này cực kỳ dễ chịu chỉ là tâm tình của lan khanh sau đó khiến nàng thấy khá thú vị cho nên mới giận dỗi hắn vài ngày sau hôm nói câu đó ngày hôm sau lan khanh loay hoay vặn vẹo hỏi phương uyển chi điểm tâm lần trước cô mang đến cũng không tệ lắm giọng nói có vẻ như không đếm xìa tới người sáng suốt đều nhìn ra được công tử gia cũng biết lời nói lần trước của mình không xuôi tai cho nên muốn làm hòa. Không biết sao phương đại cô nương vẫn không lên tiếng, làm cho hắn không còn mặt mũi, cũng không thoải mái chút nào. Phía sau bình phong, Lan Khanh nhíu mày oán giận với bì bì, người xem nàng tỏ thái độ gì kìa. Trước kia ta không nói thì thôi, giờ nói cũng không để ý. Trên thực tế là phương đại cô nương căn bản không nghe thấy, lúc đó nàng đang bận ngáp giọng lan khanh lại vừa vặn rất nhỏ không nghe thấy cũng trách ta bì bì nói không phải ngài ở trên chiều hay giờ giọng lắm sao giờ nói chuyện phiếm với người ta tưởng người ta lập tức đón nhận à câu đó cũng đâu phải là một câu hỏi đâu ngài nói một câu rồi im như vậy cô nương người ta hàn huyên với ngài kiểu gì lan khanh sụ mặt ai muốn tán gẫu với nàng ta đó là do đồ trong phòng không bán được Bánh Hoa Lan Phương Uyển Chi cũng không mua nữa. Ngoài miệng thì nói thế, ngày thứ hai nhìn thấy đóa hoa sơn chi cài trên tóc Phương Đại cô nương, hắn lại nói một câu, "Phương Uyển Chi, hôm nay cô cài hoa trắng trên đầu có vẻ đẹp đấy." Nghĩ một lát rồi nói thêm, "Chẳng lẽ cha cô chết rồi?" Nghĩ cũng biết hôm đó Lan Khanh Thu được bao nhiêu cái liếc mắt mang về. Bì bì nói, "Có phải ngài bị bệnh không?" Muốn làm hòa mà nói vậy à. Lan Khanh cũng không thèm để ý đến hắn, không nói câu nào đem bánh hoa lan đi vứt sạch. Cái đó gọi hài hước. Biết chưa? Tưởng hắn không hiểu chắc, đường đường là quan nội các, mặt mũi đều bị ném đi hết rồi, hắn không thèm làm hòa nữa. Nói cho cùng, Lan Khanh là một đứa bé bị làm hư, giờ bị Phương Uyển Chi cho ăn nghẹn một hồi, nói gì mà liên quan đến khí phách quân tử đó. Thời gian dài, quan hệ này liền trở nên cứng nhắc, giống như bây giờ hai người cứ xem ai mạnh hơn ai, tiếp tục không chịu mở miệng nói chuyện. Đến khi chuông điểm hai khắc, Phương Đại cô nương mới vỗ tay hai cái. Ý là mệt mỏi, muốn giải lao. Lan Khanh phía sau tấm bình phong gầy gầy mấy hạt trên bàn tính. Ý là vẽ tranh không có gì mệt mỏi, không cho nghỉ. Phương Uyển chi liếc mắt nhìn sang, mặt kệ hắn, yên lặng ôm ghế vào góc ngồi. Cái ghế lót đệm lá sen này là nàng mang từ nhà đến, vì không để Lan Khanh nhìn thấy trướng mắt nên nàng luôn cố ý đặt vào góc khuất trong phòng, miễn cho hắn nói chiếm diện tích. Hai người đều không đếm xỉa nhìn nhau. Vốn tưởng trong phòng sẽ tiếp tục yên tĩnh, ai ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa rồn rập, đây là nơi Lan Công Tử ở phải không? Tại hạ là Hồ Vạn Thiên ở Liễu Châu, đặc biệt dẫn khuê nữ đến xin tranh. Nghe tiếng thì có vẻ người đến là một nam nhân trung niên, giọng nói có phần vội vàng. Vừa nói xong lại thêm một câu, dù giá tiền là bao nhiêu, hồ mỗ đều nguyện ý thêm hơn một ngàn lượng bạc. Phương Uyển Chi biết rõ. Dù Lan Khanh thích tiền nhưng có một quy tắc bất thành văn, đó là trước khi hoàn thành một bức tranh, sẽ không nhận thêm bức khác. Thứ nhất, cái gì hiếm mới quý, thứ hai, hắn vẽ không hề tùy tiện, nhận nhiều sẽ dễ sinh cầu thả. Vì thế Lan Khanh vẫn được xem là có lương tâm trong giới. Chỉ là bây giờ bạc đưa đến miệng, không hiểu hắn sẽ phản ứng thế nào. Phương Nguyễn chi đổi một tư thế thoải mái tựa vào góc tường, hăng hái nhìn tấm bình phong động bát tiên. Thứ nàng quan tâm chính là hắn không mở cửa nhận tiền sao. Nếu hắn che mặt đi ra thì cũng có thể thấy được dáng người rồi. Công tử dung mạo đệ nhất đại hiền, trong thiên hạ không ai không hiếu kỳ đâu. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. chương 8, tráng sĩ ở đâu ra? Thượng thư đại nhân, biến phương uyển chi bày ra vẻ ngồi coi kịch vui nhưng hiển nhiên là lan khanh không cho nàng cơ hội này sau tấm bình phong cán bút đong đưa hai cái rồi người kia tiêu sái nói một câu người tới là khách nào có đạo lý từ chối ngoài cửa mời các vị vào sau đó một đợt gió vụt qua cửa lớn cứ thế mở ra hắn biết võ trước kia phương uyển chi chỉ nghĩ lan khanh là một tên thư sinh văn nhược nếu không sẽ không cần một cơ thể to lớn tôi kệch như bì bì bên cạnh nàng chưa bao giờ nghĩ sâu xa lan khanh rốt cục là ai làm gì đương nhiên nàng sẽ không ngốc đến mức nghĩ lan khanh là họa sĩ chỉ là với nàng mà nói hai người vì hai vạn lượng kia mới có nhân duyên trong nửa năm này bức họa này vẽ xong hai người sẽ kiều quy kiều lộ mỗi người một bên không nên nhìn sẽ không nhìn không nên hiểu cũng đừng hiểu chuyện đồn đại trên giang hồ nếu tìm hiểu quá nhiều chết lúc nào không hay. Nàng chỉ là một nữ nữ nhà giàu muốn leo lên quyền quý, ngây ngơ một góc làm đồ ngốc mới là lựa chọn tốt nhất. Những người đến tổng cộng có 5 người, ba gã tôi tớ và một thiếu nữ trẻ tuổi. Ở giữa là một nam tử trung niên tuổi lớn hơn so với nàng tưởng tượng, mặt mày không thu hút lắm, dung mạo không hề thấp kém nhưng nếu đứng trong đám người dù nhìn vài lần một ngày cũng không nhớ kỹ được lời này không chỉ đúng với nam tử trung niên mà phù hợp với tướng mạo của cả mấy người vừa vào. Mắt mở ra rồi khép, nàng nhắm mắt lại suy nghĩ, nhớ lại bộ dạng của đoàn người mới vào, tự nhiên thấy có chút quỷ dị. Phương Nguyễn Chi cố ý liếc nhìn cô nương kia, ngũ quan đơn giản, nếu như muốn gương mặt này trở nên ấn tượng, quả nhiên là khảo nghiệm khó khăn cho họa sĩ. Nam tử trung niên rất trương diện, trường bào bóng loáng theo mấy đồng tiền màu xanh lớn, hắn cầm ngân phiếu trong tay, nói thẳng, tiểu lão hâm mộ Lan Công Tử đã lâu, đặc biệt từ Liễu Châu đi 5 ngày tới đây, là vì muốn tiểu nữ có thể gả cho một môn hộ trong sạch. Ta cũng biết tướng mạo khuê nữ không phải xuất chúng, mong là ngài chú tâm hơn, vẽ một bức tranh đẹp, ít bạc này để hiếu kính ngài. Một sấp ngân phiếu dày, ít nhất cũng 2 ba trăm lượng. Số tiền bồi dưỡng này quả nhiên không nhẹ. Phương Nguyễn chi bất giác nhìn về phía bình phong, xem chừng lúc này bàn tay của lan keo kiệt đã vươn ra rồi nhưng hôm nay hiếm khi thấy bạc trước mắt mà hắn lại ngồi yên như vậy hắn cười khẽ một tiếng hồ tiên sinh khách khí rồi lan mỗ chỉ là họa sĩ không có thần công bản lãnh sao có thể vẽ ái nữ của ngài được đây nam tử họ hồ nghe vậy thì ngẩn ra mày nhíu lại công tử nói một câu tại hạ cũng không hiểu lan khanh nghiêng người dựa vào ghế hoa lan không có hứng vòng vo, sát thủ vô sắc lâu từ trước đến nay thay đổi tướng mạo nhiều lần, thật giả khó phân, không nhận đơn từ vạn lượng bạc trở xuống. Bắc Yến Sơn xa vạn giảm như vậy mà tiên sinh đến đây hơn 10 ngày đường chỉ để xin tranh thôi sao? Ở Liễu Châu giờ đang lũ lụt, lần sau ngài có đến, cũng không nên làm bộ dạng như vậy, mũi thì như đắp cả đống đất lên, cũng không nên dùng cắt phong sơn từ đàn hoa để phát thảo, đẹp thì đẹp, nhưng mà... Hơi khó nhìn. Vô sắc lâu sát thủ phương uyển chi hoàn toàn không phản ứng không kịp ở gian ngoài năm người liếc mắt nhìn nhau tên màu xanh bóng đi về phía trước hai bước cười nói ngược lại tại hạ lại nghĩ công tử không phải đơn giản như vậy vô sắc lâu đừng nói ở triều đình mà trên giang hồ người biết rõ lai lịch họ cũng không nhiều chỉ là tại hạ phụng mệnh mà đến không thể lãng phí thời gian tán gẫu cùng ngài được tên màu xanh bóng vẫn nói chuyện bằng giọng điệu bình thường, ra tay lại lưu loát tàn nhẫn. Phương Uyển Chi chỉ thấy trước mắt có ánh đao lóe lên, bổ vào tấm bình phong che giữa nàng và Lan Khanh, tấm bình phong cứ thế bị phá thành hai nửa. Sau khi nó vỡ năm xẻ bảy xong, phía sau lộ ra một người đang thanh nhàn cầm bút trước án thư. Áo bào dài rộng, buộc nhẹ bên eo, mũ quan sắc nét như ngọc, mặt mày sơ lãng, mắt sắc rõ ràng. Có lẽ là hơi nóng, cổ áo được mở ra nhàn tản đến mức không quan tâm. Trước án là bức mỹ nhân đồ, mím môi hờn rỗi, sợi tóc bay bay như bị chiếc quạt tròn trong tay phe phẩy, vô cùng sống động. Ngòi bút của công tử áo xanh vẫn còn chấm mực, điểm nốt chu sa giữa hàng lông mày của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Làn mộ cũng hiếu kỳ, không biết đối phương bỏ ra bao nhiêu bạc để mua mạng ta vậy. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy cây roi bên hông, tung ra vô cùng chuẩn xác kéo phương Uyển chỉ đến bên cạnh tìm nơi trốn trước đã. Bên trái cô, ngăn tủ thứ ba. Hắn nghiêng đầu khẽ nói. Là nơi nàng có thể bảo vệ tính mạng mình. Phương đại cô nương cũng hết sức thức thời, nhướng mày như thể ngải yên tâm đi rồi nhấc váy chạy tới. Hoàn toàn không chú ý tới Lan Khanh còn định nói câu thứ hai, quay miệng bình về phía đông, cẩn thận đừng đụng các đồ sứ bên cạnh. Điều này cũng làm ra sai lầm chí mạng. Lan Khanh chờ mắt nhìn Phương Uyển Chi dứt khoát mở ngăn tủ, Lôi cây bình hoa lớn bằng người bình thường ném ra ngoài, vỡ choang một cái, còn mình nhanh chóng chui vào bên trong, với tay ra đóng chặt cửa. Ngay cả mấy người vô sắc lâu cũng ngẩn người ra. Sắc mặt Lan Khanh thì vô cùng khó chịu. Bên trong tiếp tục vang lên tiếng đồ sứ va vào nhau. Trong lúc bối rối, Phương Uyển Chi nghe thấy tiếng mắng thô tục của Lan Khanh, nhưng tâm hết sức rối loạn, không kịp suy tư cái gì. Trong lòng vẫn còn nói thầm sao người này không làm một con đường ngầm trong phòng chứ, bị người ta đuổi giết cũng không có chỗ lui. Thực ra ngăn tủ kia chính là lối vào, chỉ cần chuyển động bình hoa sẽ có một gian nội thất khác. Ai mà ngờ Phương uyển Chi khi bị kinh hãi sẽ có sức lực trâu bò đến thế, vất luôn cả bình hoa ra ngoài. Tráng sĩ từ đâu ra vậy? Sau khi bình hoa vỡ nát, Lan Khanh cũng không còn chút hào hứng nào. Cổ tay khẽ chuyển, roi như rồng lượn, vụt qua như gió. Phương Nguyễn Chi ở trong ngăn tủ dần lấy lại bình tĩnh, lá gan cũng lớn hơn một chút, nàng trộm mở cửa ra một khe nhỏ, nhìn tình hình bên ngoài. Công tử văn nhã, tay cầm thủy sắc trường tiên, từng chiêu thức nhìn như tùy ý, nhưng mỗi chiêu đều là trí mạng. Người mới vừa ngồi trước án thư, nhếch môi cười, khóe mắt đôi mày đều khiến người ta cảm giác như tắm gió xuân ấm áp. Lúc này, trong không khí đầy mùi máu tanh, hắn lại có phần sát ý lạnh lùng không hiểu sao trong đầu phương uyển chi lại hiện ra câu nói kia nơi đây còn non xanh nước biếc nghiêng mã dựa lang kiều nàng phải thừa nhận công tử này bộ mặt như ngọc nhìn cũng thấy cảnh xuân ý đẹp chỉ là nàng chưa bao giờ thấy sinh mệnh đi qua trước mắt như thế dù biết rõ họ không chết thì mình chết nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ lan khanh lan khanh không giống như những nghiệp sĩ giang hồ trong truyền thuyết hắn khiến cho người ta có một cảm giác rất mơ hồ mung lung Phương Nguyễn Chi nhìn khuôn mặt dễ nhìn của hắn, dù trận chém giết khiến nàng run sợ, nhưng lúc ngẫu nhiên lướt qua, vẫn phải tấm tắc khuôn mặt tinh xảo như ngọc khác. Cũng vào lúc Phương Đại Cô Nương sắp móc xương tùy lan khanh ra phân tích, chân hắn nhẹ điểm một cái, cầm mảnh sứ bạch ngọc văng ra trong lúc đánh nhau, nhíu mày trách mắng biết là nó đắt bao nhiêu không. Cái này là từ lăng mộ của văn đế Bắc Ngụy đó, lúc mua hắn tốn 5 vạn lượng bạc đó. Sau một khoảng thời gian rất dài, Phương Uyển Chi nhìn Lan Khanh chăm chú nhặt mấy mảnh bình. Mấy tên sát thủ thì tức đến đỏ mắt. Nhưng mà người này vẫn vừa thủ vừa nhặt, bên kia cũng không chiếm được thế thượng phong. Cho đến khi bị bị đẩy xe lừa trở về, cuộc chiến mới đến hồi kết thúc. Có bị bị cao lớn thô kịch, Lan Khanh cũng lười quất soi, hắn cúi đầu lấy khăn lau mấy mảnh bình xứ. Phương Uyển Chi thấy tên sát thủ cuối cùng bị 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 đâm trúng mắt, Chào đảo ngã về phía ngăn tủ nàng đang trốn thì Lan Khanh đưa tay hất lên, vùng roi kéo nàng về. Nàng cảm thấy, nàng nên cảm kích hắn, khi tên sát thủ còn chưa kịp tiếp cận, Lan Khanh đã ra tay rồi. Đồng thời, Phương Nguyễn Chi cũng thấy có lỗi với Lan Khanh. Bởi vì động tác lúc nào cũng trước ý thức, đến khi phản ứng kịp, nàng đã cầm cái chén bể đập đập vào đầu đối phương. Thật sự là, nàng chỉ theo bản năng thôi. Vật kia nàng tiện tay cầm phòng thân trong lúc hỗn loạn thôi. Nàng đâu có biết vật này là của Thương Chu. Nàng nghe tiếng Lan Khanh cắn răng nghiến lợi. Cái này chắc là tốn bạc lắm. Đây là ý thức duy nhất của nàng trước khi té xỉu. Thượng thư đại nhân, biến. Tô Áng. Chương 9, không tắt thờ thì đứng dậy đi. Thượng thư đại nhân, biến. Căn nhà tranh ở Ngọc Trần Phụng Uyển vốn không có chút thể diện nào. Ngoài tấm biển bằng gỗ tử đàn và hai con sư tử đá bên ngoài ra thì đây hoàn toàn là một viện xá nông gia. Nhưng mà ít người biết được, trong túp lều kia, phía sau tấm bình phong lại bày đầy các vật phẩm vô giá. Thực ra Liên dụ đúng là keo kiệt, nhưng hắn chỉ keo kiệt với người khác, còn với mình, hắn cực kỳ trân trọng bản thân. Một bàn trà thơm, nước long tuyền được dẫn từ bên ngoài vào để châm trà, gian nhà phía sau bình phong bát tiên đồ vật không món nào không đáng giá ngàn lượng bạc. Hắn là người thích đồ cổ, độ si mê không hề kém so với mê bạc vàng. Bởi vậy trước khi bì bì xuất môn, hắn quay đầu nhìn liên dụ đang xếp bằng dưới cây đèn cầy, ghép mấy mảnh vụn xứ lại với nhau, hắn nghĩ, phương đại cô nương lần này phải đổ máu rồi. Lúc này sắc trời đã tối, tâm đèn cầy được kéo ra thật dài, rơi lẻ tẻ như hoa nến. Không thể nhìn rõ về mặt liên đại nhân đang loay hoay quay lưng về phía ánh nến kia, nhưng từ bóng lưng cũng cảm nhận được sát khí hủy thiên diệt địa. Phương đại cô nương đã tỉnh từ sớm, nàng giả chết im lặng nằm trên giường. Mặt lan khanh, gò má 500 lượng, cả mặt 1 ngàn, toàn thân một vạn. Nàng lại nghĩ, sao trong lúc hỗn loạn lại ném cái bình sứ thương chu được chứ? Nếu như có thể, nàng thực sự mong rằng có thể tắt thở luôn đi nếu không nàng thực sự không biết phải nói với cha mình ra sao một cái chén sứ tắc vàng lan khanh cúi đầu chống cằm không thèm quay đầu nói không tắt thở thì tự đứng lên giọng nói có phần mệt mỏi người không có cũng biết tâm tình hắn tệ thế nào đức hạnh của lan khanh công tử không có gì đặc sắc nhưng hắn cũng rất chú trọng tu dưỡng chỉ trong một ngày mà nói tục hai lần quả nhiên là giận không nhỏ phương uyển chi run rẩy không dám mè nheo gì lập tức gì gì bỏ qua cũng không dám tới gần hắn, nàng đứng cách một khoảng không xa, giả vờ ngây ngốc. Lan ra à, ta ngủ hơi lâu, giờ sắc trời đã tối, ở lại nhất định sẽ khiến lão nhân ra ngài không vui, ta không làm phiền nữa, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đương nhiên nàng cũng không muốn ở lại, hay phải nói là, nàng sợ đứng bên cạnh cái tên động không đáy này. Tính tình Lan Khanh nếu cũng dịu dàng như khuôn mặt hắn thì khắp nơi nơi đều xuân về hoa nở rồi liên gia không thèm nâng mắt nhìn nàng, nâng bảo bối mình vừa xếp thành một tòa núi nhỏ muốn trốn nợ à. Cô đổ thừa qua ta. Với Lan Khanh việc này không khác nào hủy hoại thanh danh của hắn, phương đại cô nương trầm mặc. Dù sao hắn không biết xấu hổ nàng cũng sớm biết rồi. Hơn nữa món đồ sứ này đúng là nàng phá hỏng, nàng không còn gì để nói. Phương Uyển Chi không dám hé răng, chân bước một bước nhỏ sang bên cửa, tay che lên trái tim nói, ta hôm nay bị kinh hãi quá, giờ tim vẫn còn đau đấy. Câu nói này đúng là thật lòng, nàng bị dọa, chuyện như thế cô nương nào mà không run sợ chứ. Còn về phần tim đau, còn muốn trả đũa. Lan Khanh ngẩng đầu liếc nàng một cái, thấy trên mặt nàng còn che tấm vải trắng, sợ hãi rụt rè như vội về chịu tang thì đứng dậy bực bội kéo nó xuống. Cô có biết ta đau không? Dưới ánh nến mở ảo, Công tử Lan khanh mặt mày như ngọc nhíu chặt mày, sắc mặt thực sự không tính là tốt. Phương Uyển Chi vốn cũng không nghĩ hắn có thể giận đến thế, nhưng bị người khác nhăn mày như vậy cũng là lần đầu nàng gặp phải. Ngón tay dưới ống tay áo giật giật, che mắt, sợ hắn đòi thêm tiền xem mặt. Có điều nàng không biết là, Lan công tử sở dĩ giận như thế, không chỉ vì nàng đập phá đồ đạc của hắn, mà vì đồ của Thương Chu rất khó tìm, trong mắt hắn, nếu bạc có thể giải quyết được thì không sao nhưng nếu không mới phải sốt ruột. Tiểu gia ngày thường thích chiếm chút tiện nghi, nhưng đều là trong khuôn khổ cho phép. Từ lúc sinh ra lão vương gia đã giáo dục theo kiểu tính kế người khác, tính thành quen, không bẫy người ta lại thấy nhân sinh đơn điệu. Liên dụ không nói lời nào, trong đầu phương uyển chi càng không nắm chắc. Trong lòng nàng càng không rõ, càng phải tìm cách chạy. Đôi mắt đen lúng liếng xoay vòng, bịch một tiếng ngồi phịch xuống, nàng gào thét đây là lần đầu tiên nàng dùng cây có một không hai mà nhịn nương dậy, ra mồm già bộ, giọng hét có phần run rẩy, hất khăn vung vẩy, khóc lóc om sòm. Phải tranh thủ diễn tiết mục đáng thương, phối thêm chút hương vị kêu oan nữa. Nước mắt cứ thế giản rụa chảy ra, ai nhìn thấy cũng không thể nhắm mắt. Sau khi bì bì trở lại thấy liên dụ đang ngồi trước bàn cầm bình thuốc nhỏ, không biết có phải suy nghĩ dùng bình đó giết chết Phương Uyển Chi không? hắn chưa thấy nữ nhân nào có thể khóc lóc om sòm như thế nếu trước kia còn tán thưởng nàng hòa ái thì giờ cũng bị màn khóc thét này giết chết triệt đề nàng nói nương ơi sao nương không gả cho người nào khá một chút ta là một cô nương hai mươi không tính trẻ cũng không tính tàn khó khăn lắm mới đến đây mà ngay cả nước giếng cũng phải mua ba lượng bạc cha thì tai to mặt lớn nhìn thì xa xỉ mà thực ra nghèo kiết xác nhà thì không có gì phú hộ gì chỉ để cho mắt người nhìn thôi ngài muốn ngân phiếu à? Hôm nay để ta chết ở đây đi, ngài gọi hắc bạch vô thường đến kéo ta đi đi. Phối hợp với đoạn kêu khóc này còn đặt thêm một con đao nhỏ nơi cổ tay. Lan Khanh nhìn qua, đây là dao phương Uyển chi dùng để gọt trái táo, trông rất cùn, trên bề mặt còn có gì, không biết có phải gọt táo nhiều quá không. Căn nhà tranh không lớn vì tiếng la hét mà ẩm ĩ như chợ. Lan Khanh vùi mình trong đống vụn xứ, thỉnh thoảng nhìn bình thuốc trong tay, thực sự có ý muốn đánh chết nàng. Sau khi bì bì vào nhà lại nghe có tiếng gõ cửa, hắn nghĩ không lẽ đến lão đánh xe cũng nghe được tiếng dương cung bạt kiếm trong nhà. Nếu là bình thường hắn cũng không có tâm tình đi hòa giải, nhưng hôm nay thực sự không được, bởi vì Trần Vương lưu lễ không biết từ lúc nào tìm đến đây, nhìn thấy bì bì thì cười nói. Chỗ này của hai người bản vương tìm không dễ đâu. Nhìn gương mặt nửa cười nửa không kia, trong lòng bì bì hốt hoảng, trên mặt lại không có cảm xúc gì. Hắn cúi xuống hành lễ, vân an. Thỉnh an vương ra. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. chương 10, nhà có, đố phụ. lưu lễ hàng năm đều sống ở quân doanh, tuy không phải là thiên tài quân sự nhưng cũng có một thân hữu dũng, vóc người to lớn, cánh tay tráng kiện đưa lên vỗ vai bì bì. Khách khí với ta làm gì, ra nhà các ngươi xưa nay thân thiết với ta, ngươi là tùy tùng của hắn, đương nhiên cũng là thân tín của bản vương. Hai ngày trước đưa thiếp canh thì không thấy hồi âm gì, bản vương nghĩ hẳn là Lan Khanh đang bận kiếm tiền, không ngờ đúng như ta dự đoán. Đoán, bì bì vút cằm, không nói gì. Trong lòng hắn thừa biết bản chất vị gia này rồi, cũng không phải loại chủ tử dễ đối phó. Liên dụ mở Ngọc Trần Phụng Huyền để vẽ tranh, điều này cũng không phải bí mật ở trong chiều. Hắn cũng không ngại người khác biết đời sống cá nhân của mình, chỉ là không muốn người ta biết lai lịch của hắn mà thôi. Xưa nay liên dụ vẫn thích yên tĩnh, không muốn bị người quấy dày, nơi vẽ tranh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, chỉ có tấm biển Ngọc Trần Phụng Nguyễn này được chuyển đi. Lưu lễ tìm được nơi này cũng không phải là trùng hợp, có lẽ hắn đã thăm dò tốn không ít công sức đâu. Còn vì sao phải bỏ sức ra thì? Năm nay Lưu Nguyên Đế cũng qua 60, nhiều lần bệnh nặng, cơ thể cũng mang nhiều bệnh tật vị trí đông cung thì chưa rõ là ai, điều này khiến cho mấy người con trai bắt đầu dục dịch. Trong đó có vị Trần Vương lưu lễ trước mặt này và nhị hoàng tử lưu đệ là đấu đá gay gắt nhất. Từ cổ chi kim, hoàng tử lúc nào cũng tranh thủ phát triển thế lực lôi bè kéo cánh. Liên dụ mặc dù cha mất sớm nhưng ông nội lại là vương gia khác họ được tiên đế khâm phong, có đất phong thì không nói, dù tuổi đã hơn 70 mà vẫn đứng đầu một chi cấm vệ quân tinh nhuệ trên triều đình ai cũng phải kinh sợ vị lão gia này. Bởi vậy, lôi kéo liên dụ đã trở thành chuyện nhức đầu nhất đối với mấy vị hoàng tử muốn leo lên ngồi ngôi hoàng đế. Vì sao phải nhức đầu? Bởi vì cái tên xấu xa này không quan tâm đến điều đó. Trước kia, cha liên dụ nhậm chức thừa tướng đương triều, chỉ tiếc là tuổi trẻ vất và lâu ngày thành bệnh, 30 tuổi đã qua đời. Thừa tướng phu nhân nhớ tới phu thê tình thâm, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng cũng không qua được mùa hè năm thứ hai. Liên lão già người tóc bạc liên tiếp tiễn hai người tóc đen, trong cơn giận dữ mang theo cháu trai về thượng kinh. Dạy dỗ liên dụ phải làm thế nào cho đúng. Ông không muốn con cháu đời sau của mình phải xen vào những chuyện đồi bại ở triều đình, đồng thời cũng cho người truyền tin, nói cháu mình đã đính hôn, nghe đâu nhà đối phương buôn bán gì đó, không phải là một mối quan hệ cùng nhau thăng tiến ở trong triều. Nhưng cô nương này là người ở đâu, bối cảnh ra sao, Liên gia đã đưa ta môi lục xính chưa? Mọi người dần già cũng quên đi chuyện đó. Các hoàng tử đều muốn lung lạc Liên gia, vì miếng thịt béo nhất luôn ở phe trung lập, rơi vào nhà ai thì nhà đó có thu hoạch lớn. Lưu Lễ và Lưu Đệ đều muốn kéo Liên dụ về phe mình, cho nên đưa thiếp thất đến cho hắn là phương pháp đơn giản nhất. Ai mà ngờ người này suốt ngày lông bông, cả bóng người cũng không ai tìm thấy. Lưu Lễ thấy bị bị đứng ngăn ở trước thì ha ha cười một tiếng trong đáy mắt có tia gian xảo lóe lên sao nào trần thị vệ không muốn dẫn đường hà lão oán giận bản vương không mời mà tới trên mặt thì hiền hòa phúc hậu nhưng dưới chân đã bước thẳng vào trong viện từ cửa chính đến nhà tranh cách một khoản đất cằn bì bì luôn miệng nói không dám vừa rướn cổ vào bên trong vốn không hiểu chuyện gì cũng bởi vì giọng nữ tử kêu khóc thất điên bát đảo trong lều làm chấn động phương đại cô nương còn chưa khóc xong à bước chân lưu lễ vì tiếng kêu này mà dừng lại. Hắn chỉ cánh cửa khép hờ hỏi bì bì, sao vậy? Có khách ở đây à? Nói thì nói thế nhưng lại có phần trào phúng. Giờ trăng lên đỉnh đầu, cô nam quả nữ. Còn ở trong phòng vẽ tranh, có thể là khách gì được? Lưu lễ nói xong lại cười tươi tắn, tựa tiếu tựa phi nói, uổng công bản vương mang nữ nhân đến cho Lan Khanh, hắn từ chối nhiều lần, ta còn nghĩ hắn không thích, hóa ra ở đây kim ốc tàng kiều bản vương ngược lại cũng muốn mở rộng tầm nhìn đấy, xem thử giai nhân trong phòng là thần tiên phương nào, có thể làm thượng thư đại nhân đại hiền ta thất điên bát đảo như vậy. Nói là hoàng tử cấp thiếp thất cho hạ thần, nhưng thực ra lại giống như đưa cho ngươi một món đồ sứ cổ. Không nhận không khen, nghĩa là cử tuyệt. Thế là giờ quay mặt cái lại bày một món trong phòng, đây không phải là muốn làm xấu mặt người kia hay sao? Trên mặt lưu lễ hiền hòa, thì không có nghĩa là nuốt trôi cơn giận đó bì bì biết vị gia này hôm nay bực bội cũng biết tình hình bên trong không thể nói rõ bằng một hai câu thấy lưu lễ đang muốn xông vào bên trong dưới tình thế cấp bách hắn đành cao giọng hét vương ra dừng bước trong đó chính là là thiếu phu nhân nhà chúng ta lời này đúng là hét rất to nhưng mà vẫn muộn trần vương đã đẩy cửa vào bên trong vừa dừng chân đã dẫm lên đầy mảnh xứ trên nền đất dưới đất một nữ nhân mặt mũi đầy nước mắt đang ngã ngồi thấy hắn xông tới cũng bị dọa ngẩn ra, thốt tha thốt thít nấc lên. Ơ, ờ, lưu lễ ơ một tiếng rồi cũng đứng ngốc ở cửa. Hình như hắn mới vừa nghe Trần Bì Bì nói, người trong phòng này là phu nhân của Liên Dụ. Phu nhân thật, tướng mạo của người này. Hắn ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm, hiếm khi không bị ngăn cách bởi thân phận để nhìn cho kỹ gương mặt khóc lóc đến lấm lem kia. Ánh nến trong phòng mờ tối, trường sa xa màu xanh trúc của liên các lão đứng ngược sáng không nhìn ra vẻ mặt thế nào. Lưu lễ ngây ngốc bước đến hai bước, hỏi Phương Uyển Chi, đệ muội bị làm sao vậy? Phương Uyển Chi lấy tay che mặt lại, nàng còn biết làm sao? Ai là đệ muội chứ? Nàng còn là đóa hoa vàng tươi mơn mờn đấy. Nếu không phải nghe thấy bì bì hết một tiếng vương ra thì nàng đã chửi hắn rồi. Im lặng lúng túng hết một phút đồng hồ, không ai mở miệng nói trước, bởi vì cũng chẳng biết nói gì, cũng vì không có gì đáng nói đồng thời tình cảnh này thực sự rất dọa người. Liên dụ vô cùng không muốn, nhưng đến cùng thì chuyện này cũng xảy ra trong nhà hắn. Hắn đành ung dung đi qua kéo Phương Uyển Chi lấm lem mặt mày rối ren đầu tóc đang ngồi trên mặt đất lên, ôm vào lòng, một tay ấn đầu nàng vào ngực mình. Rồi vuốt cằm nói với Trần Vương, chuyết kinh thổ nhỏ ở trong núi nên không hiểu quy củ, khiến ngài chê cười rồi. Người ngoài nhìn vào thấy động tác hết sức dịu dàng, nhưng trên thực tế, bàn tay vuốt qua mái tóc đen kia vô cùng dùng sức để cho nàng không lộn xộn. Sau khi dứt lời, lại một khoảng trầm mặc thật lâu, chỉ có Phương Uyển Chi đang dẫy rùa kịch liệt, dương nanh múa vuốt muốn thoát ra. Chuyết kinh, trong núi trôi ra, nàng là cây nấm chắc. Phương Đại cô nương mặc dù không để ý đến mấy danh tiếng ngoài thân này, nhưng nàng còn đang chờ gà mà, bị người ta chụp mũ người đã có phu quân như thế sao mà chịu nổi. Liên dụ nói tiếp, tình tình nàng lại không tốt, nhưng cũng làm vợ chồng với ta nhiều năm mấy ngày trước liên tục khước từ ý tốt của vương gia, thực ra là vì. Hắn cười khổ một tiếng, nhìn lướt qua đống mảnh sứ rơi vãi đầy đất. Đáp án không cần nói cũng biết. Đố phụ, thấy trên đỉnh đầu lại có cái nón càng lớn hơn, Phương uyển Chi dãy dụa thêm kịch liệt. Nhà có thê tử hung hãn, không cho nạp thêm thiếp thất, lại còn gào thét kêu khóc như vậy, lưu lễ đúng là đã từng nghe qua. Hắn nhìn đống mảnh vụn kia cũng biết đó toàn là đồ cổ. Lan Khanh yêu thích vật này như vậy, trong lòng lưu lễ trở nên rõ như ban ngày. Lại nhìn vẻ mặt trước sau dịu dàng như một của liên dụ, nghĩ đến vị thê tử này, chắc được sủng đến tận trời. Mà thực thế, mũi của Phương Uyển Chi sắp bị ép chẹp rồi. Nếu lúc nãy nàng dẫy dụa vì chưa chồng lại bị bảo có chồng, thì bây giờ, nàng dẫy là vì mưu sinh. Nàng cảm giác mình sắp bị nghẹt chết rồi. Dồn toàn bộ sức lực, nàng dẫm mạnh lên chân liên dụ một cái, trong lúc hắn hét lên đau đớn thì đẩy mạnh hắn ra, lớn giọng mắng. Lan Khanh, người nghĩ ưm, lời còn chưa nói hết, môi của nàng đã bị chặn lại. Phương Uyển chi trường lớn hai mắt, cảm nhận một nguồn nóng từ lòng bàn chân bốc lên tận đỉnh đầu, cả khuôn mặt đều bừng đỏ. Cảm xúc mềm mại trên môi và hơi thở khác lạ rõ ràng đang kích thích giác quan của nàng, khoảng cách trong gang tấc, thậm chí đến số lông mi của Lan Khanh nàng cũng đếm rõ ràng đây không tính là một cái hôn bởi vì đối phương chỉ mút trên môi nàng một cái rồi rời đi đôi môi vẫn trở nên tê giải phương uyển chi không nói được gì toàn bộ đầu óc đều trống rỗng nàng nghe hắn nói ta không nạp thiếp đâu đừng làm rộn nữa Lưu lễ vuốt vuốt ngọn tóc sau gáy giả vờ cười ngốc a à, là ca ca không suy tính chu toàn làm khó hiền đệ rồi hôm nay sắc trời đã tối ca không làm phiền nữa lần sau có cơ hội bản vương sẽ làm chủ mời đệ và đệ muội cùng dùng bữa nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng trong lòng đều có suy tính riêng chỉ có phương đại cô nương đang cứng lưng đứng yên tại chỗ hận không thể chừng cho thủng lỗ phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn